Rất mong được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới Nhất. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Đáng chú ý trong bản tin hôm nay là thông tin về diễn biến đợt lũ thứ 3 đang xảy ra tại nước này. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua các tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Đập Tam Hiệp hướng đợt lũ thứ 3, 12 thành phố bên sông Dương Tử nguy cấp, lở đất chặn sông ở Trung Quốc khiến khu dân cư và nhà máy điện gặp nguy hiểm. Trung Quốc dự báo thêm mưa lớn, nước sâu nhanh ở hồ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp nếu vỡ sẽ có sức công phá như sóng thần. Sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử của Trung Quốc chứng kiến trận lũ thứ 3 trong năm nay ở thượng nguồn vào chiều chủ nhật vừa qua, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp tại dâng cao. Theo đài CCTN, vào lúc 2 giờ chiều chủ nhật theo giờ địa phương, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt tối đa 50.000 mét khối mỗi giây, dự kiến sẽ đạt 60.000 mét khối trên giây vào tối cùng ngày. Những cơn mưa xối xả kể tối ngày hôm trước đã tàn phá khắp huyện Kiến Thủy, thành Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Lượng mưa đạt gần 180mm, chính quyền địa phương vào sáng chủ nhật đã tăng phản ứng khẩn cấp lũ lụt từ mức cao thứ 2 lên mức cao thứ nhất, cảnh báo rằng mực nước lũ các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể là hơn 560mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc trong ngày chủ nhật đã ban hành cảnh báo màu xanh về mưa bão ở một số tỉnh và khu vực khác. Từ sáng ngày chủ nhật đến sáng ngày thứ hai, mưa lớn và dông bão dự kiến sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Trong đó, một số khu vực của An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc và Hà Bắc sẽ có lượng mưa hàng ngày tới 180mm, một số khu vực khác lượng mưa hàng giờ hơn 70mm. Kèm theo dông bão và gió mạnh, Trung tâm Khí tượng khuyên chính quyền địa phương nên cảnh giác về lũ lụt và lở đất có thể xảy ra, khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời các khu vực nguy hiểm. Trung Quốc có một hệ thống dự báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Chính quyền địa phương cho biết lượng mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 8,4 triệu người ở tỉnh An Huy. Những cơn mưa liên tục đã khiến 1,12 triệu người trong tỉnh phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 33 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ tính đến 11 giờ sáng ngày thứ Bảy. Theo Ủy ban Cứu trợ và Giảm nhẹ thiên tai của tỉnh, mưa lũ cũng đã làm thiệt hại hơn 986.000 ha mùa màng. Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy vừa cho hay, 12 thành phố bên sông Dương Tử của tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc bước vào thời kỳ khẩn cấp kiểm soát lũ lụt vì những trận mưa lớn liên tục đã tàn phá các vùng đất rộng lớn của đất nước này. 12 thành phố nằm trên bờ sông Dương Tử, sông Hoài Hà và hồ Xà Hồ bao gồm thành phố Hợp Phì, Bạng Phụ và Vu Hồ. Ngày hôm qua, các dòng chính của sông Dương Tử và sông Hoài Hà, An Huy đã vượt lên trên mức cảnh báo và mực nước ở hồ Xà Hồ đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Các khu vực phía nam sông Hoài Hà và An Huy được dự báo tiếp tục hứng chịu mưa lớn cho đến ngày mai. Trong một thái cực đối nghịch, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm qua đã ban hành cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao khi đợt nắng nóng đang bủa vây nhiều vùng trong cả nước. Ngày hôm qua, nhiều vùng của Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Liêu Ninh, Hà Bắc và Tân Cương nóng trên 35 độ C, thậm chí nhiệt độ có thể lên tới 37-39 độ C hoặc hơn 40 độ C. Đi kèm với tình hình mưa lớn liên tiếp thì một trận lở đất do lũ lụt ở Trung Quốc đã xảy ra, chặn một con sông ở phía tây nam của thành phố Trùng Khánh, đe dọa các khu dân cư và một nhà máy điện gần đó. Theo Tân Hoa xã, trận lở đất 1,3 triệu mét khối đã tạo thành một hồ nước trên sông Giangcang, một nhánh của sông Vũ Giang, làng Lưu Dinh, trận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Hiện tại, các chuyên gia nhận định sạt lở đất vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Các quan chức đã sơ tán được 520 người dân cho đến thời điểm hiện nay. Trước đó, vào hôm thứ Ba, một trận lở đất khác cũng xảy ra ở làng Maje, khu tự trị Ashituya và Miao, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến 10.000 mét khối đất đã sụp xuống sông Thanh Giang. Một nhánh của sông Tương Tử đã thành một hồ chắn trên sông này, đe dọa các ngôi làng gần đó. Vào tối ngày chủ nhật vừa qua, theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, những cơn mưa lớn sẽ còn tiếp tục diễn ra trên nhiều nơi ở Trung Quốc trong tuần tới, gây thêm áp lực lên hệ thống phòng chống lũ lụt của nước này. Cụ thể, theo tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự báo mưa lớn sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lượng mưa ở một số nơi có thể lên đến 180mm. Trung tâm cho biết thêm một số nơi ở vùng này có thể chứng kiến lượng mưa lên đến 70mm mỗi giờ, đi kèm sấm sét và gió mạnh. Lũ lụt đã xảy ra dọc theo sông Trường Giang hay sông Dương Tử và các con sông lớn khác khiến hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người khác. Một khu vực rộng lớn của Trung Quốc từ các thành phố tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam cho đến Tam Túc cách đó 1.000 km về phía bắc đã chứng kiến lượng mưa lớn trong 2 tháng vừa qua. Ở mực nước trên nhiều con sông đang ở mức nguy hiểm. Theo thông báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc tại Hồ Thái Hồ, nước ngọt lớn nằm ở hai tỉnh ven biển giàu có Giang Tô và Chiết Giang, mực nước đã vượt quá giới hạn an toàn trong 9 ngày liên tiếp. Hôm thứ Ba vừa qua, Tân Hoa xã dẫn lời giới chức tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị điều hành đập Tam Hiệp thừa nhận rằng một số cấu trúc ngoại vi nhất định của đập Tam Hiệp biến dạng do áp lực nước lũ. Cụ thể, 2,4 km đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc được ghi nhận bị biến dạng nhẹ 3 ngày trước đó, khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử chạm kỷ lục 61.000 mét khối. Tuy nhiên, theo tập đoàn đập Tam Hiệp, áp lực này kéo dài không lâu. Những bức ảnh về đập Tam Hiệp xả lũ để giảm áp lực đang làm dấy lên sự hoang mang về việc liệu con đập có thể bị vỡ hay không. Thậm chí đã xuất hiện video mô phỏng hệ quả thảm khốc nếu đập Tam Hiệp vỡ. Theo tờ Wall Street Journal,
thiệt hại là sẽ rất đáng quan ngại khi mà nhiều thành phố đã bị ngập lụt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, khoảng 40 triệu người ở 27 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tính đến hôm Chủ nhật tuần trước, gây thiệt hại trực tiếp hơn 80 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Khoảng 28.000 ngôi nhà đã bị sập đổ. Tuy nhiên, theo ông Michael Oslin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Harvard, Đại học Stanford, Mỹ, thì tất cả những con số trên sẽ là không là gì nếu vỡ đập Tam Hiệp. Khi sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 3 trong năm vào chiều Chủ nhật, thì áp lực đối với đập Tam Hiệp có thể nhanh chóng gia tăng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn vẹn cấu trúc của nó, mặc dù một số sự cố của đập Tam Hiệp có thể không phải là mối nguy hiểm chính. Tuy nhiên, hậu quả địa chính trị của nó là đáng kinh ngạc để suy ngẫm. Ông Oslin viết trên tờ National Review nhận định rằng đó sẽ là khoảnh khắc Chernobyl, một vụ nổ lò phản ứng hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân của Trung Quốc. Vỡ đập Tam Hiệp có sức công phá như sóng thần, đủ sức quét sạch hàng triệu mẫu đất nông nghiệp ngay trước khi đợt thu hoạch mùa thu, có thể dẫn đến tình trạng giống như nạn đói. Vì đây cũng là một nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, một sự cố vỡ đập sẽ dẫn đến tình trạng mất điện rất lớn. Cũng theo Westlin, trung tâm sản xuất của Trung Quốc là tuyến vận chuyển đường thủy nội địa dọc theo sông Dương Tử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt ở hạ lưu, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế lớn ở Trung Quốc và trên thế giới. Vào khoảng 9 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, bão số 4 có tên Đỗ Quyên đổ bộ vào khu vực Đông Nam Trung Quốc khi tràn qua đảo Đài Loan. Tại các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, bão có sức gió mạnh cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức 44,7 m/s. Cũng trong sáng nay, cơ quan khí tượng Trung ương Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức màu đỏ về ứng phó với cơn bão này. Do ảnh hưởng của bão, một số địa phương thuộc các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang có mưa to và gió giật mạnh. Tại các thành phố Phúc Châu và Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến, lượng mưa đo được lên tới 260 mm. Vùng gần tâm bão đi qua gió giật cấp 14, còn tại các thành phố ven biển của tỉnh Chiết Giang như Ôn Châu, Ninh Ba, lượng mưa đo được từ 100-180 mm, gió giật cấp 10 đến cấp 13. Để đối phó với bão số 4 trước đó, cơ quan chức năng Trung Quốc đã huy động các lực lượng công an, quân đội túc trực tại những nơi sung yếu, một số chuyến bay nội địa và quốc tế đã được hủy bỏ, đồng thời đóng cửa các cảng biển, trường học. Hàng nghìn tàu cá được kêu gọi quay vào bờ hoặc được hướng dẫn vào nơi trú ẩn an toàn. Hiện cơ quan chức năng Trung Quốc đang thống kê những thiệt hại do bão số 4 gây ra. Tuy nhiên, do chính quyền và người dân các địa phương thuộc khu vực phía Đông Nam Trung Quốc đã làm tốt công tác phòng chống bão nên đến thời điểm hiện tại, thiệt hại do bão số 4 gây ra tại Trung Quốc đại lục được đánh giá là không nặng nề như tại Đài Loan. Trước đó vào đêm qua đã có rạng sáng hôm nay, bão Đỗ Quyên đổ bộ và gây thiệt hại tại đảo Đài Loan. Theo thống kê, cơn bão đã làm 2 người thiệt mạng, 6 người mất tích và hơn 300 người khác bị thương. Lượng mưa trung bình đo được tại Đài Loan là 200 mm. Cá biệt có những khu vực như Tân Bắc, lượng mưa đo được vượt trên mức 650 mm. Các khu vực Đài Trung, đảo Viên, gió giật cấp 14-15, vùng gần tâm bão đi qua gió giật cấp 17. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong 24 giờ tới, bão Dujian đi sâu vào đất liền thuộc địa phận tỉnh Giang Tây của Trung Quốc, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Vào đêm ngày hôm qua, Trung Quốc báo động khẩn cấp khi mưa to, lũ lụt từ thượng nguồn sông Dương Tử, sông Mekong và sông Hoàng Hà dồn dập đổ về khiến con đập Tam Hiệp bị nứt nặng, làm cho hơn 1 triệu người dân của Trung Quốc đổ xô đi mua tàu thuyền hòng vượt biên trái phép để lánh nạn. Ước tính có khoảng gần 100 triệu người dân Trung Quốc gấp gáp tràn qua. Tuy nhiên, do đã nắm bắt được tình hình rằng người Trung Quốc kiểu gì cũng tìm mọi cách để tràn sang đất nước của Việt Nam, nên lực lượng bộ đội biên phòng, lực lượng dân quân, công an cơ động đã bao vây từ phía và hết phát hiện ra trường hợp nào đưa người Trung Quốc vượt qua trái phép sang Việt Nam thì ngay lập tức bị bắt giữ, tống cổ ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam, chứ không cho đi cách ly 14 ngày như trước đây. Bởi vì nếu cho đi cách ly sẽ tốn cơm, tốn gạo của nhà nước Việt Nam, ngoài ra sẽ không răn đe được phía người dân của Trung Quốc. Đây chính là lý do mà vì sao trong những ngày vừa qua, ngoài thủ đô Hà Nội thì thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Hà Nội, Hội An, Quảng Ngãi, các lực lượng chức năng đã liên tục truy bắt những người của Trung Quốc có dấu hiệu nghi ngờ sang Việt Nam bằng con đường vượt biên trái phép và tất cả đều bị cho đi cách ly 14 ngày. Bởi vì những nguồn lây nhiễm bệnh ở Đà Nẵng là do bệnh nhân F0 được nghi là do người Trung Quốc lây ra. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa tìm ra bệnh nhân F0 và câu hỏi đặt ra là một vài ngày tới, các lực lượng chức năng của Việt Nam mà tìm ra bệnh nhân F0 là người của Trung Quốc thì phải xử lý như thế nào? Nhiều người cho rằng sẽ tống cổ bệnh nhân F0 trả về cho phía Trung Quốc. Ý kiến khác cho rằng phải bỏ tù bệnh nhân F0 này. Một vài ý kiến nữa lại cho rằng phải cho bệnh nhân F0 người Trung Quốc này ra một hòn đảo cách ly với cả loài người. Bởi vì nếu không, bệnh nhân này sẽ lây lan ra rất nhiều cho người khác, nhưng kiếm đâu ra hòn đảo mà không có một bóng người trên thế giới bây giờ. Kính thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng, một dòng người rất đông của Trung Quốc ở vùng hạ lưu sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đang ùn đổ về những con đường mòn thuộc tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây. Hai tỉnh này được cho là có đường biên giới giáp danh với Việt Nam. Tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây chỉ có cách Việt Nam bằng một con sông nhỏ.
do mưa to, gió lớn, lũ lụt, động đất và sóng thần sạt lở, nên những người của Trung Quốc muốn sang Việt Nam để tránh trú, đồng thời tìm kiếm việc làm. Được biết, trong thời gian vừa qua, kể từ cuối tháng 5 cho đến đầu tháng 7, một số người dân của Trung Quốc đã chạy trốn chót lọt rằng đất của Việt Nam, số khác đang định vượt biên sang Việt Nam. Số còn lại thì đã bị bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng của Việt Nam đang tăng cường một lực lượng hùng hậu để không cho người của Trung Quốc sang lãnh thổ của Việt Nam, vì nhiều ý kiến cho rằng đây chính là đầu mối lây lan ra dịch COVID-19 và việc làm cương quyết nhất, dứt khoát nhất của các lực lượng cơ quan chức năng Việt Nam đã được nhiều người dân ủng hộ cũng như hưởng ứng hoan nghênh. Đây là nguyên nhân vì sao một số nhóm người của Trung Quốc đang lẩn trốn ở Việt Nam đã bị người dân phát giác, tố cáo báo cho các cơ quan chức năng bắt giữ, đem đi cách ly hoặc tống cổ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trừ hậu quả. Kính thưa quý vị, nghe tới đây chắc chắn sẽ có rất nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao trong thời gian gần đây người của Trung Quốc lại muốn tràn sang đất của Việt Nam đến như vậy. Thì xin thưa với quý vị rằng hiện câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Chỉ biết rằng bệnh nhân F0 mà lây nhiễm dịch bệnh cho những bệnh nhân nhiễm trùng COVID-19 ở thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua hiện vẫn chưa tìm ra là ai, là người của nước nào. Nhiều nguồn tin cho rằng bệnh nhân F0 chính là do người của phía Trung Quốc. Cho nên bây giờ nếu như bất kỳ người Trung Quốc nào có những biểu hiện nhập cư trái phép vào Việt Nam thì ngay lập tức sẽ bị bắt giữ. Kính thưa quý vị, có một cái tên được cho là rất nhiều người quan tâm tới tình hình kinh tế, xã hội và thiên nhiên tại Trung Quốc từ đầu năm tới bây giờ, thì tờ báo quốc tế đã có một thống kê chi tiết như sau. Trung Quốc đã gặp phải một điều đen tối, đó là những con quạ đen bay khắp bầu trời của Bắc Kinh, báo hiệu một năm 2021 đầy sóng gió đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Và điều đó ngay lập tức đã đáp ứng nghiệp khi vào cuối tháng 1, dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh ở thành phố Bắc Kinh và lan ra 31 tỉnh thành của đất nước Trung Quốc, làm cho kinh tế của nước này bị kiệt quệ. Ngoài ra, từ cuối tháng 5 đầu tháng 6 tới tận bây giờ, Trung Quốc liên tục gặp những trận mưa to đến rất to, làm cho lũ lụt ở thượng nguồn con sông Dương Tử, con đập Tam Hiệp đổ về vùng hạ lưu, nhấn chìm 28 tỉnh thành của nước này, làm cho người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, được cho là đang mải mê đi chinh chiến ngoài Biển Đông. Ông ta liên tục điều quân đội của Bắc Kinh đem tàu chiến, đem máy bay và đem tên lửa tiến ra ngoài Biển Đông để thực hiện những công cuộc như bắn đạn thật và tập trận nhằm thị uy sức mạnh và dương oai đối với các cả nước trong khu vực để thách thức thế giới, trong đó có Mỹ, và tất cả những việc làm sai trái của phía Trung Quốc ngay lập tức bị thiên nhiên, bị Đức Chúa Trời ra tay trừng trị, trừng phạt Trung Quốc thay cho thế giới. Điều đó đã thể hiện bằng những trận mưa to, gió lớn, bão tố phong ba mịt mù liên tục ập xuống phía Trung Quốc hơn 63 ngày đêm vừa qua. Hiện tại thì mặt trời vẫn không xuất hiện ở phía Trung Quốc, bầu trời của Trung Quốc liên tục xuất hiện những màu đen tối, những cơn mưa đen xì liên tục ập tới phía Trung Quốc, làm cho người dân của nước này vô cùng run sợ. Họ chạy tán loạn lên những đỉnh núi cao để tránh trú, thậm chí họ bay sang cả Campuchia và vượt biên giới sang Lào, Myanmar, Triều Tiên, Nga, trong đó có cả Việt Nam. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Nó lây lan hết người này sang người khác, làm cho các cơ quan chức năng của Việt Nam cấm không cho người Trung Quốc vượt biên. Và đây là lý do vì sao mà toàn bộ những người vượt biên trái phép sang đất của Việt Nam đều bị bắt giữ và đem đi cách ly. Kính thưa quý vị, liên quan tới người Trung Quốc vượt biên trái phép vào lãnh thổ của Việt Nam, tờ báo Quân khu 7 của Việt Nam cho biết Việt Nam vừa bắt 6 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Đồn biên phòng Phước Thiện, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước phát hiện và bắt giữ 6 đối tượng người Trung Quốc đang có ý định vượt biên sang Campuchia. Theo đó, vào lúc 7 giờ 47 phút, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực chốt 2, tổ công tác đồn biên phòng Phước Thiện phát hiện 6 người đàn ông đang có nhiều nghi vấn. Tổ công tác phát hiện lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra thì đối tượng bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đuổi khi đến khu vực lô cao su phía sau trại heo Phước Thiện 5, ấp 10 Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp thì bắt được. Các đối tượng trên đều không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới phía Bắc, di chuyển bằng đường bộ vào Đồng Nai và lên biên giới tỉnh Bình Phước với ý định vượt biên trái phép qua Campuchia để tìm việc làm. Đối biên giới Phước Thiện tiến hành các biện pháp phòng chống dịch và bàn giao cho ngành y tế địa phương cách ly theo quy định. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng Phước Thiện điều tra làm rõ. Mưa bão giật cấp 17 bất ngờ ập vào Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay, nhấn chìm một số khu vực ở tỉnh Hồ Nam, khiến cho khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn ở thành phố này tiếp tục bị chìm trong mực nước lên tới 4 mét. Nhiều nơi trũng ngập tới 4, 5 mét, 6 mét, khiến cho nhiều người dân của Trung Quốc tiếp tục khăn gói quả mướp, di chuyển đi đến các nơi để trú ẩn. Còn người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là vẫn đang mải mê điều quân đội của Bắc Kinh mang theo máy bay, tàu chiến cùng vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương, tên lửa tiến ra ngoài Biển Đông, hòng đe dọa các nước trong khu vực.
người đứng đầu Trung Quốc được cho là đang đi chiếm đóng ở các đảo ngoài Biển Đông, không lo cho dân chúng của nước mình khi mà lũ lụt và động đất sóng thần, lũ quét sạt lở, đê bao bị vỡ liên tục xảy ra đối với 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc, làm cho hàng triệu người dân của nước này phải chạy tán loạn đi lánh nạn. Rất nhiều dòng người của Trung Quốc tranh nhau bỏ ra 5.000 nhân dân tệ để được các môi giới đưa người trái phép vượt biên sang Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả đã bị lực lượng biên phòng của Việt Nam bắt tại trận và cho đi cải tạo gấp nhằm gian đe những tên tội phạm Trung Quốc muốn đưa dịch bệnh lây nhiễm vào đất nước của Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào lúc 19 giờ địa phương tối ngày hôm qua, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong bản tin về dự báo thời tiết đã nói rằng mưa to, gió lớn đã tiếp tục càn quét nước này. Đến rạng sáng nay, những cơn mưa to đến rất to vẫn tiếp tục trút hàng ngàn tấn nước từ trên trời xuống phía Trung Quốc, làm cho hệ thống điện trường, đường trường trạm tại một số tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy và Tứ Hiệp, Tứ Xuyên tiếp tục bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Người dân của Trung Quốc tiếp tục tháo chạy khỏi những vùng lũ quét, sạt lở ở hạ nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp để đi tránh lũ. Các nước có đường biên giới giáp với cả Trung Quốc như Nam Lào, Myanmar, Triều Tiên, Nga là những nước mà người Trung Quốc muốn chạy sang để tránh lũ. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh trở nên lại cửa khẩu biên giới tại Việt Nam vẫn cửa đóng then cài, đồng thời sẽ ngăn chặn hết những người Trung Quốc cố tình vượt biên trái phép sang lãnh thổ của Việt Nam. Và sự kiên quyết cứng rắn trên của Việt Nam đã ngay lập tức được rất nhiều nước trên thế giới một lần nữa đa hoan hô và hưởng ứng. Các lực lượng chức năng của Việt Nam đã làm rất tốt nhiệm vụ và hôm qua, Việt Nam đã bắt giữ thêm một số người của Trung Quốc cố tình vượt biên trái phép cũng như là cố tình lẩn trốn tránh các lực lượng chức năng của Việt Nam khi bị phát hiện, và những người của Trung Quốc này hầu như không khai báo y tế và ngay lập tức họ đã bị cách ly 14 ngày theo đúng quy định, sau đó sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng để trả về cho phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trước diễn biến dịch bệnh đang ngày càng phức tạp thì các chuyên gia cũng như Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chúng ta không được chủ quan, không được thờ ơ, nhưng chúng ta cũng phải không quá hoang mang bởi vì dịch bệnh này có thể khống chế được nếu như chúng ta đồng lòng và quyết tâm cao. Theo tờ báo quốc tế cho biết, dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng bùng phát trở lại, vì thế chúng ta không được chủ quan. Ở một số nước như Mỹ, Ấn Độ và Nam Phi, số người chết do dịch bệnh tăng cao. Theo thống kê ở Mỹ, cứ 1 phút là có một người chết. Ở nước này, khiến cho dịch bệnh này được coi là một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử của loài người. Đứng trước tình thế đó thì Việt Nam đã đưa ra rất nhiều những cái tình huống cũng như các biện pháp để phòng ngừa, đặc biệt là phát hiện, khoanh vùng khẩn cấp để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Thế giới cũng như các chuyên gia y tế cùng các nước trong khu vực đều tin tưởng rằng Việt Nam sẽ sớm vượt qua, sẽ sớm khống chế được dịch bệnh, vì cách làm của Việt Nam là rất quyết liệt và khẩn trương. Việt Nam coi chống dịch như chống giặc, do vậy mà ngoài khoanh vùng dập dịch, những nơi có bệnh nhân nhiễm mới trong những ngày vừa qua đều được phun khử khuẩn và cách ly tối thiểu 21 ngày. Đây được cho là cách làm hiệu quả nhất và được hầu hết người dân trên toàn đất nước Việt Nam hưởng ứng cũng như ủng hộ. Kính thưa quý vị, trong khi cả nước đang nỗ lực hết sức để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan, thì một số đối tượng lại cấu kết với cả một số người Trung Quốc để đưa những người dân của trường Trung Quốc vượt biên trái phép sang đất nước của Việt Nam. Và điều này gây ra mối nguy hiểm cho việc lây lan dịch bệnh COVID-19. Tờ báo Dân Trí cũng như là tờ báo Vietnamnet của Việt Nam đưa tin, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giam Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 49 tuổi, người địa phương và Nguyễn Trịnh Văn Hưng, 48 tuổi, quê ở Khánh Hòa để làm rõ đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo thông tin từ cảnh sát thì đối tượng Nhàn khai từ đầu tháng 4, bà ta quen biết một người Trung Quốc tên là Amma. Ông ta bàn bạc với Nhàn thuê ô tô chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn ở khu vực biên giới, sau đó chở số người này vào thành phố Hồ Chí Minh để kiếm việc làm. Theo thỏa thuận, mỗi chuyến xe chót lọt, Nhàn trả cho hơn 23 triệu đồng, còn 2 triệu Nhàn giữ lại để tiêu xài. Có một điều cực kỳ nguy hiểm đó là qua đấu tranh và khai thác, hai nghi phạm kể trên đã khai từ tháng 4 đến tháng 7, họ đã vận chuyển chót lọt 6 chuyến xe chở người Trung Quốc vào thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7. Họ chở 10 người Trung Quốc vào sâu trong nội địa Việt Nam, thì đôi nam nữ bị công an thành phố Lào Cai bắt giữ vào trung tuần tháng 7. Công an thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam cũng đã phát hiện 52 người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn. Sau khi xác minh, công an khẳng định những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Còn tại Quảng Ninh, công an địa phương cũng đã khởi tố và bắt tạm giam 6 thanh niên về hành vi tổ chức cho người nhập cảnh trái phép. Mức giá vượt biên cho mỗi người là 4.000 nhân dân tệ, tương đương với 13 triệu đồng. Cũng vào tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đó là Cao Lượng Cố, 42 tuổi, người Trung Quốc và Hy Vọng,
Trong một vài ngày tới, các lực lượng chức năng của Việt Nam sẽ tóm gọn tất cả những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang lẩn trốn và không để thoát bất cứ ai, một người nào, và đây được cho là một trong những hành động quyết liệt của Việt Nam trong bối cảnh mà dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ cao cả trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19.